Xin chào các bạn, Hiệp với Mai Ngô cùng với Thành Thành Phong nè, Thành Trinh nè, Khánh Hoàng và bạn Anh Tú nữa. Chúng tôi đang ở tại sân bay Bảo Tàng và chúng tôi đang cái ekip này thì mọi người nhìn thấy thì cũng hơi quen quen ha. Đó, đây là Mai Ngô thì trong tập khảo là đóng với vai cô giáo Mai Ngô nè, rồi có bà mẹ người đồng bào Miết nè, có bạn A Rock nè, và có nhà biên tập Khánh Hoàng với lại Từ Không. Hello A Rock. Hello mọi người. Khi nào mới được ăn ta? A Rock lâu quá mới gặp. A Rock, A Rock khỏe không? A Rock đang đói. Mặc dù sáng đang ăn rồi, sáng rồi em đang đói. A Rock đi Điện Biên kỳ này là có mẹ A Rock đi nữa, nhưng mà mẹ A Rock là đang bận đang làm quản lý, đang bận làm quản lý cho anh Tú, Thanh Tú, cho nên là bỏ A Rock rồi. Đó các bạn, bạn trước mặt mình là ai? Không ai biết đâu. Làm sao biết được? Anh này là anh Khánh Hoàng nha. Anh Khánh Hoàng này là anh chuyên môn đứng sau Gươm đặc bịa chuyện. Ai đúng rồi, đúng, gươm đặc bịa chuyện. Dựng chuyện. Là người chuyên đom đặc bịa chuyện, dựng chuyện là bạn Khánh Hoàng này đây. Hiện tại thì ekip sẽ đi ra Điện Biên để tham gia tuần lễ điện ảnh Điện Biên. Anh em trong Sài Gòn thì bay ra Hà Nội rồi. Bây giờ thì một xíu nữa thì sẽ ráp với các anh chị em ở điện ảnh cũng như là ráp với Thảo, anh Bích Ngọc cùng đi lên Điện Biên. Có gì thì sẽ quay lại để tường thuật cho mọi người nhé. Phát hiện ra là bạn Bích Ngọc đây rồi, ra đến sân bay Hà Nội. Chào hai bạn diễn viên Bích Ngọc và Nguyễn Anh Tú. Thơm quá. Bạn Mai Ngô đã đến với sân bay cảng hàng không Điện Biên Phủ. Follow me. Đây sân bay cảng hàng không Điện Biên Phủ khá nhỏ nhưng mà khá xinh xắn, rất là dễ thương. Chỉ có một cái này kêu là cái gì? Cái đường truyền, chỉ có một cái băng truyền thành tí thôi, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là dễ thương. Đây, xuống sân bay của Điện Biên chúng ta sẽ thấy ngay cái quầy bán thực phẩm thương hiệu Việt Nam, những đặc sản của Tây Bắc. Chúng ta sẽ thấy là mật ong rừng nè, rồi mật ong này, rồi rượu thảo dược này, mơ Điện Biên này, rượu chuối hột, rồi rượu mơ Điện Biên, rất là nhiều đặc sản. Cô bé Hà Nội, em đến những bộ lớp nào chơi? Lần đầu tiên. Còn bạn Anh Tú? Dạ đây cũng là lần đầu tiên mà đến đây. Đây cũng là lần đầu tiên. Hai cả ekip của cái mật thảo đều đến Điện Biên Phủ lần đầu tiên hết, và chúng ta sẽ khám phá Điện Biên Phủ nhé. Các bạn trong ekip phim Thạch Thảo của mình đã đến trung tâm phát hành phim và chiếu bóng của thành phố Điện Biên Phủ. Và phía sau chúng ta đây Thạch Thảo ở đây. Thảo ở đây là Thảo trong poster. Đây là Thảo ngoài. Đây là Thảo ngoài đời. Thảo này Thảo ngoài đời đấy. Đây.
À có anh Rock nữa kìa, anh Rock là poster. Và anh Rock là này. À có chị Mango nữa, chị Mango. Rồi thôi chúng ta đi vào nào. Hai thì ekip cùng với các anh em đi đến viếng nghĩa trang liệt sĩ của Điện Biên Phủ. Trời khá nắng cho nên là mọi người cũng che chắn rất là đầy đủ, nón áo rồi rất là nhiều. Hai anh em mình quay nhau. Đây là anh Dũng và các anh chị ở cục điện ảnh. Bây giờ thì ekip Thạch Thảo đang chuẩn bị đi vào để giao lưu với các anh chị em khán giả. Đó là sân khấu, khá hành tráng ở sân vận động. Mai Ngô ơi. Dạ. Em thấy sân khấu không? Em thấy sân khấu em rất là run, tại vì hôm nay phải góp một tiết mục vô để mà văn nghệ cho các anh em. Bình thường em hay hát karaoke nên hôm nay sẽ hát một bài karaoke để trình diễn tặng cho các anh em bộ đội. Hy vọng là không bị bể. Tú ơi. Ok, xin chào mọi người. Thì tụi mình đang đến với chào quân đội ở Điện Biên. Thì bây giờ tụi mình chuẩn bị phải biểu diễn cho mọi người nghe một bài hát rất là thân quen. Rất là thân quen. Đến trường làm gì? Đến trường làm gì? Yo yo, em thấy các bạn của tất cả mọi người đúng không ạ? À? Yeah. Chúng ta vô đây mà nhạc nha. Mỗi sáng ngày ra ta đến trường làm gì? Trường làm gì? Mỗi sáng ngày ra ta đến trường làm gì? Trường làm gì? Mỗi sáng ngày ra chúng ta không vui quá. Mỗi sáng ngày ra mặt xuống sông khơi dậy. Lúc bé tí thôi nhìn tôi trong lôi mẹ tôi thường nói là lúc bé tí thôi nhìn tôi trong lôi mẹ tôi thường hay lò xa. Nếu muốn thành công được như người ta thì con phải đến trường. Nếu muốn giàu sang được như người ta thì thật lắm mỗi khi được đi đến trường tôi thích mỗi khi được sửa để cô bạn bè thầy cô hiện trường kề bên tất cả mọi người đều rất là dễ thương. Ai vô tấm gương sáng chói về sự tài giỏi của tôi là ai đúng giá đâu phải hay bất không ai tất cả đều ở trong nhà trường cạnh bên những điều phi thường còn có vô số những điều lạ thường xung si thì phi rình rạp soi mỏi là những điều không thể tránh được cẩn thận xung quanh coi chừng dính tính không biết của ai à nha. Nói chung bên trong môi trường chuyện quái gì nó cũng có thể xảy ra. Ngày quái cũng xảy ra. Ngày quái cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Không phải ngon là nói ngày quái cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Không phải ngon là nói ngày quái cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Không phải ngon là nói ngày quái cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Ngày quái gì cũng xảy ra. Không phải ngon là nói ngày quái cũng xảy ra. Everybody got some gold.
chung của mình là cái đầu bé. Chung của mình nằm kế bên chào. Everybody cất cùng chung. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn đoàn làm phim Thạch Thảo. Một tràng vỗ tay thật to lần cuối cùng dành cho đoàn làm phim. Vâng, xin cảm ơn các bạn.